Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục hộp thư truyền hình của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Thưa quý vị và các bạn, trong chuyên mục hộp thư truyền hình số này có các nội dung chính sau. Trong mục vấn đề hôm nay sẽ là phóng sự phản ánh về kiến nghị của người dân khu vực tổ 10 phường Trương Vương thành phố Thái Nguyên về tình trạng ô nhiễm cống nước thải sinh hoạt đang làm ảnh hưởng đến sức khỏe và cuộc sống của người dân tại khu vực này. Phần cuối của chương trình sẽ là mục giải đáp pháp luật. Bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi nội dung chương trình. Thưa quý vị và các bạn, Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên nhận được kiến nghị của người dân ở tổ 10, phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên phản ánh đường cống thoát nước thải sinh hoạt qua khu vực này do chưa được xây kín nên thường xuyên xảy ra tình trạng ô nhiễm, cống nước bốc mùi hôi thối làm ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống sinh hoạt của nhiều hộ dân sinh sống lân cận. Nhiều lần người dân đã phản ánh đến phường Trương Vương và các cơ quan chức năng của thành phố nhưng đến nay vấn đề này vẫn chưa được giải quyết. Phóng viên Đài Phát Thanh Truyền hình Thái Nguyên đã tìm hiểu về thực trạng ô nhiễm đang diễn ra tại khu vực này. Khu vực cầu bóng tối trên đường Bến Tượng, nơi sinh sống của người dân tổ 10, phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên. Tại khu vực này có một đường cống nước thải sinh hoạt đi qua. Người dân cho biết cống nước thải này kéo dài từ phường Phan Đình Phùng qua phường Trưng Vương về phường Túc Duyên. Tuy nhiên hiện nay, hệ thống cống này chỉ còn đoạn trên địa bàn phường Trương Vương dài khoảng gần 50 mét là chưa được xây kín, Chính vì vậy, môi trường sống của người dân sinh sống dọc theo cống thường xuyên bị ô nhiễm. Cống nước thường xuyên bốc mùi hôi thối, rất khó chịu. Tình trạng ô nhiễm đã diễn ra trong nhiều năm và sau khi tuyến cống trên địa bàn các phường khác được xây kín thì tình trạng ô nhiễm tại khu vực này lại càng nặng nề hơn. Vấn đề này đã làm ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của người dân. Chúng tôi ở đây lâu đời rồi nhưng cái mùi hôi thối mà nó bốc lên từ cái cống này thì không thể chịu được. Nhiều khi khách đến mua hàng người ta chạy Thế rồi là chúng tôi ngồi không dám có uống nước ở ngoài sân nữa. Mà nói chung suốt cả ngày luôn. Cứ cái mùi này. Kể cả dân đi đường đến đây là người ta đã thấy kinh lắm rồi. Người ta bảo cái khu này mà cô, cô, có, có các bà mà có bán rẻ chúng tôi cũng không mua. Rất là nhiều năm, năm nào cũng có đoàn đến phỏng vấn và đến chụp ảnh quay phim. Thế nhưng mà thực thực tế thì không làm mà chỉ có vết thôi. Vết thì đến ngày thứ hai lại nặng mùi như thế này. Người dân sinh sống gần cống nước thải cho biết, thời điểm ô nhiễm nặng nề nhất là những ngày nắng nóng vấn đề sức khỏe cũng đang là nỗi lo lắng thường trực của tất cả các hộ gia đình đang phải sống dọc khu vực cống nước ô nhiễm này. Nó bị rất rất nhiều năm rồi. Đấy chứ không phải là bây giờ càng ngày là càng nặng. Nhưng trước thì qua một trận mưa ấy, thì có thể là được hai ngày nhưng bây giờ qua một trận mưa chỉ được đến tối thôi. Là đã có mùi, cái mùi này nó nặng là nó xuất phát từ tất cả khi mà cả thành phố mình bị hết rồi. Mỗi gần khi nhà chị, khu nhà chị thì lạnh không được đậy thế là mới cứ như là một cái hố ga nó bốc lên như này cái thứ hai là cái ảnh hưởng trực tiếp đến cái phổi như nhà chị là gần như là có hai vợ chồng thì đều bị xoang hết anh còn bị phổi đấy cho nên là đi khám thì họ bảo cái này là nó cũng cũng là một cái phần là là nó nhiễm độc từ cái môi trường của mình nhỏ ngay phía đối diện của đường Bến Tượng vẫn là hệ thống cống thoát nước này nằm trên địa bàn phường Túc Duyên. Thì toàn bộ hệ thống đã được xê kín, tuyệt đối không có mùi hôi thối thoát ra, môi trường được đảm bảo. Thấy rõ hiệu quả người dân tổ 10 phường Trương Vương đã nhiều lần có kiến nghị lên ủy ban phường và các cơ quan chức năng của thành phố quan tâm triển khai xây kín toàn bộ hệ thống công thoát nước như các địa bàn khác. Tuy nhiên đến nay vấn đề này vẫn chưa được giải quyết. Toàn bộ khu trên và khu dưới không có chỗ nào bị ô nhiễm cả mà chỉ có đoạn cống này là bị ô nhiễm và chúng tôi cũng tìm hiểu và kêu gọi từ năm tiếp xúc cử tri kêu gọi từ năm 2016 đến giờ cũng rất nhiều các cái đoàn đến lấy mẫu nước để về xét nghiệm mà chúng tôi cũng kêu gọi nhiều sức khỏe của bà con mỗi người một đi xuống thế thì giờ mong các nhà chức trách các cấp chính quyền xem xét và giải quyết cho khu phố của chúng tôi được là có một không khí lành mạnh làm việc với ủy ban nhân dân phường trương vương lãnh đạo phường cho biết Phường cũng đã thường xuyên chỉ đạo đoàn thanh niên phường cùng phối hợp với tổ dân phố thực hiện việc khơi thông đường cống, hạn chế tối đa việc ách tắc, khiến cho tình trạng ô nhiễm nặng nề hơn. Tuy nhiên đây cũng chỉ là giải pháp mang tính tạm thời để giải quyết dứt điểm thì vẫn phải hoàn thiện xây kín hệ thống cống như các địa bàn khác. Nguồn kinh phí thì phải chờ thành phố Thái Nguyên sắp xếp. Tồn tại của cái tuyến mương thoát nước thải của khu vực tổ 10 của Trung Vương thì cái này thì cũng rất nhiều lần à, cử tri và người dân có ý kiến với kỳ họp hội đồng nhân phường, hội đồng nhân thành phố và hội đồng nhân tỉnh chúng tôi cũng đã có cái khảo sát thực tế và cũng như là có văn bản báo cáo với thành phố bởi vì cái này thì đối với ngân sách của địa phương thì nó cũng rất là khó khăn thì cái này chúng tôi cũng đề nghị đối với sau khi có cái giả sát của thành phố về cái việc đầu tư công trung hạn của thành phố giai đoạn 2022 2025 thì chúng tôi đã có văn bản đề nghị với thành phố tuy nhiên thì cái này thì đối với thành phố thì 32 phường xã hiện rất nhiều các các công trình mà có cái nhu cầu phải đầu tư và trong cái nguồn vốn của thành phố cũng rất hạn chế tuy nhiên là chúng tôi cũng đang tiếp tục đề nghị đối với thành phố để quan tâm sớm có cái khắc phục. Khi mà hệ thống cống thoát nước thải chưa được đầu tư xây kín thì hàng ngày, hàng giờ, người dân sống lân cận khu vực này sẽ phải tiếp tục sống chung với ô nhiễm. Tình trạng này nếu tiếp tục kéo dài thì nguy cơ ảnh hưởng về sức khỏe đối với mỗi người dân cũng sẽ ngày một lớn hơn. Mong muốn lớn nhất của người dân khu vực này hiện nay là sớm được thành phố quan tâm, bố trí nguồn vốn, đầu tư xây dựng kín toàn bộ hệ thống cống thoát nước đồng bộ như địa bàn các phường khác. Như vậy mới có thể giải quyết dứt điểm tình trạng ô nhiễm môi trường đang xảy ra. Thưa quý vị và các bạn, trong mục giải đáp pháp luật hôm nay sẽ là nội dung điều 57 mục 2 chương 5 bảo vệ môi trường trong hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ đô thị nông thôn trong một số lĩnh vực quy định tại luật bảo vệ môi trường. Bảo vệ môi trường khu đô thị, khu dân cư tập trung phải thực hiện theo nguyên tắc phát triển bền vững gắn với việc duy trì các yếu tố tự nhiên, văn hóa, lịch sử và đảm bảo tỷ lệ không gian xanh, yêu cầu về cảnh quan, vệ sinh môi trường theo quy hoạch. Khu đô thị, khu dân cư tập trung phải đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường bao gồm mạng lưới cấp, thoát nước, công trình vệ sinh nơi công cộng đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường. Hệ thống thu gom, xử lý nước thải đồng bộ phù hợp với quy hoạch đã được phê duyệt. Trường hợp khu đô thị khu dân cư tập trung đã hình thành trước ngày luật này có hiệu lực thi hành mà không bố trí được quỹ đất xây dựng hệ thống thu gom, xử lý nước thải thì thực hiện theo quy định tại điểm c, khoản 5, điều 86 của luật này. Thiết bị, phương tiện, địa điểm để phân loại tại nguồn, thu gom, lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt phù hợp với lượng, loại chất thải phát sinh từ hộ gia đình cá nhân trong khu đô thị khu dân cư tập trung. Có diện tích cây xanh, mặt nước, không gian thoáng trong khu đô thị khu dân cư tập trung theo quy định của pháp luật. Công viên, vườn hoa, cây xanh, mặt nước, đường giao thông công cộng, hệ sinh thái tự nhiên phải được bảo vệ, giữ gìn, tôn tạo, đáp ứng yêu cầu về mỹ quan, bảo vệ môi trường và không được lấn chiếm, săn lấp, sử dụng sai mục đích. Khu dân cư, cụm dân cư, phân tán phải có địa điểm lưu giữ tạm thời, chất thải rắn sinh hoạt, đảm bảo không gây ô nhiễm môi trường trước khi vận chuyển đến địa điểm xử lý theo quy định. Chủ dự án đầu tư khu đô thị, khu dân cư tập trung phải thực hiện yêu cầu về bảo vệ môi trường quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 4 điều này. Bảo vệ môi trường đối với hộ gia đình cá nhân. Hộ gia đình cá nhân có trách nhiệm sau đây: giảm thiểu, phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn, thu gom và chuyển rác thải sinh hoạt đã được phân loại đến đúng nơi quy định. Giảm thiểu, xử lý và giảm nước thải sinh hoạt đúng nơi quy định, không để vật nuôi gây mất vệ sinh trong khu dân cư không phát tán khí thải, gây tiếng ồn, độ rung và tác động khác gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng xấu đến cộng đồng dân cư xung quanh. Chi trả kinh phí dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải theo quy định của pháp luật. Tham gia hoạt động bảo vệ môi trường tại cộng đồng dân cư. Có công trình vệ sinh theo quy định. Trường hợp chưa có công trình, thiết bị xử lý nước thải khi xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở riêng lẻ tại đô thị, khu dân cư tập trung phải xây lắp công trình thiết bị xử lý nước thải tại chỗ đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường theo quy định chuồng trại chăn nuôi quy mô hộ gia đình phải đảm bảo vệ sinh không gây ô nhiễm tiếng ồn phát tán mùi khó chịu chất thải từ hoạt động chăn nuôi phải được thu gom xử lý theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường và quy định khác của pháp luật có liên quan cơ quan thẩm định thiết kế xây dựng cấp giấy phép xây dựng đối với công trình xây dựng nhà ở của hộ gia đình cá nhân ở đô thị theo quy định của pháp luật về xây dựng có trách nhiệm thẩm định cấp giấy phép xây dựng trong đó bao gồm công trình thiết bị xử lý nước thải tại chỗ đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường. Chương mục hộp thư truyền hình của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.